Mình không nên nghĩ rằng cái thời buổi này nó tiến bộ bằng mình. Mình không nên nghĩ rằng tu hành là phải cực khổ, phải khổ hạnh, phải ép xác, phải ăn không đủ, ngủ không ngon, rồi phải cực khổ ốm yếu như vậy mới thành Phật được. Phật nào mà tàn nhẫn như vậy? Chúa nào mà ác tâm như vậy, đày đọa con người để mà cho họ lên giống như mình, phải không? Chúa thì phải từ bi hỷ xả, Phật thì phải bao la vô lượng chứ, phải không? Giúp người ta không hết, sao đầy đọa anh ta? Chứ ta đã cực khổ trong đời sống, mỗi ngày lăn lộn, lên thiên đàng xuống địa ngục, làm ma, làm quỷ, làm người đã lâu rồi, người ta đã mệt mỏi, người ta đói khát, người ta đã kiệt sức rồi, người ta mới tới lạy lục văn sinh với mình cho một cái món thuốc để cứu độ người ta, rồi mình ở đó mình phạt người ta nữa, làm cho cực khổ, ăn không đủ, ngủ không ngon, quần áo rách rưới, làm gì thất bại cái nấy. Như vậy là Phật gì hả? Như vậy là Chúa gì? Quý vị có hiểu không? Cái đời sống của mình á, tại sao mình có tham lam, có giận ghét, có si mê? Tại bởi vì mình không đủ. Mình khát vọng là bởi vì mình từ cái nơi rực rỡ huy hoàng thế giới mà xuống cái cõi này thiếu thốn quá đi, cho nên mình mới đòi hỏi cái này cái kia. Chứ không phải con người tham lam, không phải sân si giận ghét. Tham mà không đủ cho nên mới giận, sinh ra bực bội trong mình. Bực bội thì nó che mờ thêm những cái sự sáng suốt, cho nên nó biến thành si mê. Quý vị thấy không? Cho nên vô minh á, tức là không hiểu cái nguồn gốc của sự làm việc, không hiểu cái sự sáng suốt của mình là cái nguồn tội duy nhất mà thôi. Rồi từ đó nó sinh ra đủ thứ tham, sân, si, giận, ghét, thù, hận, tranh, giành lẫn nhau, chiến tranh, hoặc là chiếm đất, chiếm đai của người khác. Tất cả đều vì vô minh mà ra. Cho nên bây giờ đừng khỏi cần đi đánh giặc, khỏi cần đánh cộng sản, khỏi cần tranh nhau bàn luận cái gì. Tất cả mọi người tu phép Quán Âm là thế giới hòa bình ngay cái rồi. Nhưng mà sư phụ cũng phải có lòng nhẫn nại, bởi vì nói thì nó rõ ràng như vậy, nhưng mà chúng sanh u minh đã lâu rồi, vô minh đã lâu rồi, nói rõ ràng như vậy, sư phụ hiểu rõ ràng rành mạch mà họ không hiểu. Nó khổ như vậy. Nhưng mà có một số người tu á còn hơn không. Cũng như có nhiều, có một ít ngọn đèn còn hơn không có đèn. Thì quý vị muốn ít nước lợi dân, quý vị muốn báo hiếu cho cha mẹ, quý vị muốn tỏ rằng một người yêu nước và một người có lòng từ bi bác ái, sư phụ mời quý vị tìm lại cái trí huệ của mình. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cái phép Quán Âm giúp cho mình tìm lại cái sự sáng suốt của mình, tìm được những cái bản năng tiềm tàng của mình, mình lấy ra mình xài không hết. Con người á có một cái trí huệ vô cùng rộng lớn, có một cái niềm, ý chí vô cùng mãnh liệt á, mà không ai á, ma quỷ bục thần không có thể xâm phạm được. Chỉ trừ khi nào mình không nhận biết cái sự vĩ đại của mình, mình để cho mềm yếu đi, mình tin tưởng những điều dị đoan mê tín, mình nghĩ rằng ma quỷ nó hơn mình, lúc đó nó mới có quyền xâm phạm mình mà thôi. Tại mình cho phép nó, mình nói rằng nó hơn mình, mình ok, hiểu chưa? Chứ nếu mình không cho phép mà nói tôi không chấp nhận, cứ nói trong tâm mình tôi không chấp nhận, tôi là một người cao quý nhất, tôi có Phật tánh, Phật tánh là cao quý nhất trong vũ trụ này, thì không có ma quỷ nào mà xâm phạm quý vị được. Phật mà còn xâm không được, huống chi là ma. Cho nên những cái điều gì đau khổ của quý vị, những cái tẩu hỏa nhập ma của quý vị, những cái tư tưởng bậy bạ của quý vị, những cái sự đau khổ của quý vị, những sự trầm luôn của quý vị, đều là tự quý vị làm ra mà thôi.
không có trách ai hết trơn á. Tôi đừng ngồi đó mà nói ông trời bất công, Phật không có từ bi. Mình tự mình bất công, mình tự mình không từ bi với chính mình, tại mình không hiểu mình là ai. Cho nên bây giờ sư phụ chỉ mời quý vị đến để mà hiểu mình là ai thôi, nếu mà quý vị muốn. Dài ba cái miếng thịt ở trong tô phở đó bỏ đi thay vào dài ba miếng tàu hũ chứ có gì đâu mà khó khăn. Ăn chi xương máu của chúng sanh rồi mai mốt nợ vay nợ máu phải trả bằng máu, cái này ai cũng biết. Ăn quán giang hồ chưa? Mình không muốn người ta cắt thịt lóc da mình, tại sao mình cắt da lóc thịt của người ta chưa? Mà mình biết rằng nó đau khổ chứ không phải mình không biết. Thí dụ như quý vị không biết rằng những con vật nó đau khổ thì sư phụ cho rằng được thì biết chưa? Biết không? Nếu quý vị nghĩ rằng đời sống này rất cực khổ, thế giới này là địa ngục, thì hãy biến nó thành thiên đàng rất là nhanh. Nếu mình nghĩ rằng mình không thể biến toàn thế giới thành thiên đàng được, ít ra mình cũng phải biến cái thế giới chung quanh của mình, nhà của mình, cái thế giới mà nó quan hệ tới mình thành thiên đàng, đặng cho mình đỡ khổ, đặng cho mình biết rằng đời sống con người nó có giá trị vô cùng, chứ không phải chỉ sanh ra đi học đi làm lù bù cả ngày rồi nuôi con nuôi cái như là cổng con cổng vợ cổng chồng, như là mấy cái người mà cổng ách cổng rong vậy đó, rồi chết đi mệt mỏi thân xác rã rời tinh thần lụng bại. Như vậy không phải là một con người đúng nghĩa là một con người của nó. Một con người đúng nghĩa là một con người là phải như một vị Phật sống như vậy mới được. Quý vị đều là Phật sống, tại sao quý vị không biết? Quý vị đối với sư phụ không có gì khác cả. Tất cả những gì sư phụ làm được, quý vị đều làm được hết. Nếu mà quý vị đi tu theo phép của sư phụ, nó như một cái khoa học vậy đó. Người nào học rồi cũng đậu hết đó. Không đậu ít, không đậu ưu thì đậu bình, hiểu chưa? Không đậu bình thì đậu bình thứ. Không đậu bình thứ nữa chứ cũng đậu thứ. Còn hơn là những người không học, hoặc là không đậu đi nữa, không đậu thứ đi nữa, cũng có kiến thức hơn là những người không học đó. Quý vị có hiểu không?